Hello, xin chào tất cả bà con đó. Nhân về con máy thực chốt thủy lực nha. Con này máy zin luôn. Nó hành trình trên 200 nha. 223. Trên 200 đi nha. Con này xài ba pha 200 qua biến luôn nha. Này luôn một biến này nha, biến áp luôn. 38. Làm dầu trên này luôn nha. Này điện ba pha 202 ra biến 38 nguyên luôn một biến. Một cặp thì đang 250. Tôi chạy luôn. Nút cái này thì tắt nguồn. Tắt nguồn này. Nút bật nhấp nè. Nhấp ở đây cũng được nè. Tắt nguồn nhấp ở đây nha. Nha, tắt nguồn nhấp ở đây. Cái này nó lỏng rồi nè. Ép cái này xuống trước. Xiết cái này lại cái nha. Đang mới canh mà chưa có không? Lục giác xuống. Cái này là tăng hành trình lên cao thấp thôi nha. Hành trình nó cao thấp thôi. Canh hành trình cao thấp để lên xuống đây, còn cái này là canh hành trình ngắn dài. Phải đùng cái này nó tụt lên là phải canh lại cái này nha, canh lại đưa cái này lên xuống nha. Này anh em canh, chỉ cho anh em canh luôn. Cánh này xuống hành trình thôi, khoảng hành trình ngắn dài, cái này lên xuống dầu, cái này thì nút tắt, cái này anh em về mò có lắp điện, còn cái này là tắt cái này xong rồi nhấn nhấp á, nhấc để cắm á, còn qua lại đưa ra, này thì khóa bàn, xong cái là khóa bàn lại. Tay thấy có hơi chạy nhất, anh em về thay thay cái phốt này. Mâm 230. Anh em 230 này là mâm nhập luôn. 230. Mâm ba nhập rồi. Cái ngực này, hai cái mâm luôn. Rồi bàn ngang có trên là 40. Này. Cái hồng này cũng sâu lắm nha. Được 620 này. 320 là được 6.2 cái tâm nha, tâm là 301 302. Hồng anh em nào bắt lớn là ok. Thùng này được 8 tấc, ngang này 5 tấc, có cao bao nhiêu cao hết, cao đến tới đây thôi, khỏi đừng tính bèn. Cái bèn rất là dễ nha, 2 phút thôi là hết. Mắt 8 lòng. Vừa tầm làm luôn nha. Con này anh em về 2 phút đi xài thôi nha. Canh cái chạy cái lam lại nè. Em gỡ ra để vô nhớt nha. Lam lại cho chắc. Đó luôn một biếng hồn dầu. 30 em đầu về vệ sinh lam nha. Em chỉ kết thúc video nha, chào mọi người nha.